Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft One Piece trong chiến mục chơi thử. Trong tập trước chúng ta phát hiện những con tà mắc cạn ở người ta đây và ta đã vô trọng lấy hết những gì ta có thể lấy. Và ngày hôm nay mình đang nhìn thấy con tàu mà chúng ta có được. Con tàu rất là đẹp luôn, cánh buồm đen thui luôn. Và nhìn qua bên này thì có những cái con cá. Hồi nãy mình có hạ gục một con và nó rớt ra cái răng. Cái răng của nó có thể làm vũ khí. Và đây là vũ khí của nó, phải săn thêm những con cá thì mới được. Phải săn thêm những cái con bự bự kia nữa kìa. Và bây giờ chúng ta hãy đi qua bên này. Giờ chúng ta coi có cái gì bên dưới vậy, có con mực. Ở đây chúng ta đưa cái thuyền nó tới chút xíu. Ủa sao thuyền làm gì quay đầu quay vậy? Rồi nó từ chối, nó không chịu đi. Nó thích đâm vô bờ để cho nó tan nát ra như vậy nó mới chịu. Giờ ăn cái coi. Chúng ta sẽ nằm xuống đây, nằm trên bãi cát, ngủ một giấc. Sau khi ngủ một giấc, ta sẽ lên thuyền đi qua những cái khu vực bên kia. Nó có hai cái nhà ở bên kia kìa. Nó hơi khó thấy chút xíu, nhưng mà nó có ở đó đó. Đó. Và tới đây thì đụng phải cái thuyền rồi. Ta có thể lên thuyền luôn. Xong qua bển. Ta sẽ đi khám phá cái vùng biển này. Ở đây biển nó rất là bự luôn á. Và ta sẽ đi qua đây. Nói chung là biển này nó vẫn chưa thực sự là đã. Nó chưa phải mênh mông bao la nhiều. Tại vì mình vẫn còn thấy cái phần bờ bên đây. Rồi chúng ta tới rồi đó. Dừng lại. Ủa sao có cá dữ vậy? Có cá dữ kìa. Nó cắn tôi mất. Nguy hiểm quá vậy. Sao giữa bầy cá dữ vậy? Cái con nó dữ lắm á. Con ở đó. Cái con nó chuyên môn cắn mình luôn á. Mình lấy đồ mình chơi nó. Giỡn hả cưng? Giỡn không? Nha, như trúng cái thuyền này phải. Vô đây. Vô đây. Đó, trúng nó rồi đó. Và chúng ta có thể chém hai chiêu này. Không trúng. Ủa kỳ vậy. Giờ trúng chưa? Trúng rồi đó. Trúng nữa nè. Kéo được cỡ 10 giọt. Vô tiếp. Đưa mặt vô đây là cho chém thôi. Cho một nhát nữa nè. Và nó rớt ra cái đồ á. Ta cần phải xuống dưới đi tìm. Dưới này tới thui luôn. Mình sẽ cần phải đem thêm là cái con pet mà cho khả năng nhìn dưới nước với lại thở dưới nước. Đó chính là con mực. Giờ chúng ta qua bên này cái coi. Giờ mình coi cái khu nãy chúng ta mới đi. Ở cái khu mà ta đang muốn đi đó, nằm đầu à. Nó có mấy cái thuyền hải tặc rồi thuyền hải quân gì bên đó nữa kìa. Lát nữa chúng ta qua bển. Bây giờ chúng ta qua đây coi trước đã. Chúng ta bị dướng cái thuyền quá. Nó đâu rồi? Ủa? Nãy thấy đâu đó quanh đây mà. À, bên kia. Giờ phải đi ngược lại. Thuyền đi lùi được nữa. Ghê không? Đi hơi quá. Cho nên đi lùi lại một cái và nhảy ra. Cái nó cho mình lên trên cái cột bườm luôn. Rồi xong đi ra mũi tàu mới chịu rớt xuống. Rồi trong này ta sẽ thấy có hai cái cục bên kia. Đâu rồi? Kỳ ta. Đây nè, đây nè. Thấy rồi. Cuối cùng cũng đã thấy. Và sẽ có con nhện ở trong. Ở trong đó sẽ có những cái con thú nhờ bông gì đây. Chúng ta vô trọng cái coi. Đó, có bé nhện ra liền. Nhện nè. Và chúng ta sẽ có được Quantum Crystal Monster. Triệu hồi những đàn em. Vui vậy ta. Có triệu hồi đàn em nữa. Rồi chúng ta sẽ cần phải cất mấy này vô thiệt nhanh một cái. Để mình vô đây mình triệu hồi đàn em. Và ta cất cái này vô. Ê, con này để lại chứ quên. Và cất đồ ăn vô. Mấy cái lá mình cất vô chổng luôn. Lấy mấy này đi. Lấy mấy miếng bọt biển đi. Rồi con cá hả? Cá cần không? Nó ăn lapis hả? Wow, nó ăn lapis, có lapis cho nó luôn. Rồi ta bỏ này vô. Bỏ này vô. Ui da. Chậm quá, bị con nhện nó xuất hiện lại rồi. Nó cạp cho một cái. Gì hai con luôn vậy? Ôi, hên là mình nhìn đó nha. Mình không nhìn là nó cạp mình nữa rồi. Chúng ta sẽ cần phải đi ra. Nhanh lên cho tôi đi ra đây. Chắc phải đem theo con bò quá à. Con bò nó có khả năng kháng những cái chất độc. Nó giúp chúng ta giải những cái chất độc đó đi. Rồi mình sẽ đi qua bên này. Mình chờ hồi máu chút xíu. Và ta xuống bên dưới. Mặt tiền đâu? Mặt tiền ở đằng sau hả? Đây rồi. Đã thấy. Và bé nhện xuất hiện rồi kìa. Ui da, nó cắn tôi nữa rồi. Ra đây là chết nghe cưng. Coi chừng. Chúng ta có thể tử trận luôn đó. Nguy hiểm quá. Rồi có con bò nắm.
chứ phải là con bò bình thường. Rồi thôi giọt, đừng vô rộng, không cần thiết phải vô trong đó. Ấy, mấy bé cá voi làm giật mình. Bây giờ mình đã leo lên thuyền trở lại, chúng ta sẽ lấy thuyền đi tiếp. Ta sẽ cần phải mở này lên một cái. Lát nữa chúng ta sẽ triệu hồi đồ chơi ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ cần phải dọn này một phát. Ta đi nào. Nó bị vướng mấy cái con cá, con này kia, cho nên đi hơi chậm. Rồi mình có thể ăn trên tàu được không? Ăn được luôn. Qua đây, ta thử đâm vô chổng luôn coi. Lấy thuyền bự đâm thuyền nhỏ. Đâm vô. Hí. Không đâm được. Nó không cho đâm các bạn ơi. Nó chỉ đi tới đây thôi, nó không đâm vô chổng được. Nó đâm được mới vui á, nhưng mà không đâm được. Tính lấy gọi là lấy thịt đè người. Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Thuyền chúng ta đâu lớn hơn nó nhiều đâu ta. Cũng đâu có ăn hiếp nhiều đâu, cũng cỡ đó thôi à. Và chúng ta qua đây, ta sẽ cần phải đục khoét tàu của tụi nó một phát nữa. Hầm. Rồi thấy rồi nha, thấy rồi nha. Tôi thấy rồi nha. Có một bé cầm súng ở chổng kìa. Bé đó cầm súng đó. Vô xử nó. Và chúng ta hãy triệu hồi đàn em ra. Đó, đàn em kìa. Xử tụi nó. Đúng rồi. Mini Quantum Enderman. Đây là Mini Quantum Blaze. Đốt tàu nó đi. Đúng rồi. Rồi chúng ta coi thử coi. Ôi 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 ôi. Ôi, ghê quá vậy. Sao con kia không quánh? Quánh nó. Đúng rồi. Triệu hồi đàn em ra là vậy mà. Chúng ta sẽ có thêm mấy tên trong này nữa cầm súng. Đó, nó đánh tôi kìa. Sao không xử nó cưng? Con này thiệt luôn á, Mini Quantum Enderman. Nghĩ sao nó không chơi gì hết trơn, nó đứng không à. Thấy chủ nhân bị đánh mà đứng dòm không à. Con còn nữa hả? Rồi giờ chúng ta sẽ cần phải cất đồ vô một cái. Chúng ta sẽ cất cái cục này vô. Rồi cất cái này vô. Cá hả? Cá đem về cũng được. Có hai cái quan tịch poster ta đem về luôn. Rồi mình sẽ lấy tiền. Nói chung là hai cái con đó, nó không có chủ động đi đánh. Nó để mình bị đánh cho đã đời, xong rồi nó mới quay qua nó đánh mấy con kia. Và đây là thuyền của chúng ta. Ta quay đầu lại. Ta chuẩn bị tấn công cái tàu bên kia. Các bạn thấy cái tàu bự bự đó không? Và đi ngang cán cái con cá hồi nãy coi. Hui, con cá đâu? Không cán được. Không có đâm lướt qua con cá được. Giờ ta sẽ cặp tàu ngang qua một cái để mình nhảy ra. À, đâu có cá không? Đừng có cá nha. Rồi ta lên đây. Lên. Ui da, dướng cái thuyền quá, không lên được một cách thoải mái. Rồi ở đây, bên kia còn nữa. Phía trên đó rất nhiều. Mình sẽ cần phải đi ra đằng sau. Ở đầu bên này là chỗ của mấy tên thủy thủ đoàn. Giờ chúng ta ra đây. Chúng ta sẽ ra. Ta mở chỗ này ra. Mở hơi quá. Rồi vô chém. Chặt chém sùm. Rồi xong mấy đứa bị chôn dưới luôn rồi nha. Chôn mấy đứa dưới luôn. Chết hết đây. Còn vài chiêu nữa. Ôi da, có con cá nó cắn mình. Con cá nó cắn tôi. Ghê quá, ghê quá. Con cá nó cắn mạnh lắm. Ta cần phải giọt đi thôi. Ta giọt trước. Ta đi ra đây. Ủa con này làm gì đây? Con này bone meal bị phát. Chàng ơi, cầm nó theo làm gì? Đâu cần thiết đâu. Ta sẽ đem nó đi vô cất. Cho ông ta mấy cái đó hiệu ứng, nó không cần thiết. Rồi cất đi. Mình phải đi vòng qua rồi. Giờ để mình khoét lỗ ở đây. Ấy da, bấm lộn chiêu. Không bấm đúng chiêu thì đâu có khoét lỗ cho nó đẹp được. Rồi đó. Đâu rồi. Cần phải chỉnh về bên này. Chúng ta leo lên. Ý. Ai da, ai da. Còn tên này nữa. Là ta nên triệu hồi mấy cái con này. Ấy da. Đó, xử tụi nó. Đúng rồi, xử tụi nó đi mấy đứa.
xử tụi nó kìa. Trời ơi, đây nè, nó đánh người chịu hồi mấy đứa ra kìa. Đúng rồi, xử con cua đi. Phải vậy chứ, tụi nó tự trên đó nó xuống nữa kìa. Mau chóng. Ôi tên này cầm súng nữa. Ao ao, sao lại chém tôi, sao lại bắn tôi. Ây da, Pirate Captain nó tiễn mình về nhà luôn rồi. Không, sau khi quay trở về nhà, mình đã dọn dẹp lại và ta sẽ cần phải treo những cái tấm lệnh truy nã này lên. Đây giống như là cái chỗ để chúng ta có thể nhớ tới những cái lần bị truy nã. Rồi giờ treo đâu đây ta? Treo bên này cao quá, chắc treo bên đây. Tạm thời chúng ta sẽ treo bên đây. Quá chừng luôn. Và đây là ai á, đâu phải mình đâu. Kỳ vậy? Ai á, truy nã ai không biết nữa. Nhìn mặt này giống Steve quá. Steve là nhân vật mặc định á, mà để tên mình mới ghê. Chắc lúc này là chưa nhận dạng được, cho nên mới phải để cái hình này. Giống như là Sanji vậy đó, là chưa có ra được cái hình chụp á, thì phải vẽ tay. Mà vẽ tay không có giống chút nào hết trơn á đó. Qua đây nó mới bắt đầu giống nè. Và nó, đây là 1001, 1001 và lên 1008. Cái này để theo không biết thứ tự gì luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ còn một cái chìa khóa nữa, để ta có thể mở được những cái hộp. Mình sẽ ưu tiên mở cái hộp bằng sắt trước, tại cái hộp bằng gỗ thường đồ nó không có xịn. Hộp bằng sắt này sẽ cho mình trái gì đây? Oh, Pika Pika. Đây là trái Pikachu. Hay quá, chúng ta có trái Pikachu rồi nè. Hello Gia. Và chúng ta có trái này là Pikachu. Vì One Piece có Pikachu nữa là sao? Kệ vậy. One Piece có Pikachu nữa. Nó kêu Pika Pika kìa, thấy không? Thì Pikachu với gì nữa, chắc chắn rồi. Bởi vì cái chỗ mà chúng ta tử nạn nó ở rất xa. Ta nhìn ở đây, mình đang ở đây nè, ở nhà. Và chỗ chúng ta chết nằm tuốt trên này luôn. Cho nên chúng ta sẽ cần phải chế tạo một món đồ chơi để có thể chuyển chúng ta ra ngoài đó. Mà không có đồ để dịch chuyển thì chỉ có thể bay ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy công thức của sắt và lấy thêm gỗ để làm những cái bô. Đây là những cái bô, có được 8 cái luôn. Và ta sẽ làm công thức của Flank Mod Vehicle Crafting Table, hay là cái bàn chế tạo những cái loại thiết bị giao thông á. Chúng ta sẽ lấy ra, giờ lấy này ra luôn, đặt xuống ở chỗ này đi, để xuống đây, mở lên. Mở không được, ủa kỳ vậy? Sao mở không được là sao? Giỡn tôi à. Park Crafting Vehicle Crafting. Vậy để mình làm cái Park Crafting cái. Chúng ta sẽ làm công thức này. Đây là cái Caltrain. Rồi bọc nó lại. Lấy hai này xuống. Ủa này là Gun Table. Làm hồi làm lộn lắm chân ta. Chúng ta sẽ cần phải có Park Crafting không có. Đây American, British, German, Modern. Ủa? Vậy còn máy bay đâu? Công thức của máy bay đâu? Ta hãy coi công thức của máy bay. Công thức này kỳ vậy ta? Kỳ vậy? Sao mở không được? Có phải do này không? À, do cái miếng này. Bởi vậy, hỏi tại sao mở không được? Do cái miếng đó mở không được. Giờ, miếng này chắc chúng ta để chỗ khác quá à. Khi đập ra nó chuyển về hình ở cái khu vực đồng bằng này luôn rồi. Ở khu vực rừng này luôn rồi chứ. Chúng ta đang ở khu rừng. Và mình có thể mở lên mình coi. Ở ngay tại đây, chúng ta có xe tăng. Có xe này là xe pháo. Rồi có mấy cái xe súng chống tăng này nọ và bấm xuống. Ở đây sẽ có những chiếc máy bay. Mình đã có những cái bộ đánh lửa để chúng ta có thể làm được công thức. Và ta coi, nó ra một đống nữa rồi. Ta cần phải coi lại engine. Bấm công thức của cái engine và pen. Một cái, hai cái. Cái này phải chế tạo từng món như vậy đó. Hơi là nó không bắt mình phải tự bỏ vô đó nha. Chúng ta sẽ cần phải có 8 cái tổng cộng. 6 cái rồi. Ê, quên lấy. Lấy ra chứ. Đây là 8 cái. Bấm một hồi loạn luôn á. Chúng ta đã có được cái rotary engine. Bây giờ sau khi có món đó, chúng ta có thể để vô đây, nó thấy rồi. Mình phải chế tạo những món còn lại nữa. Thì nhìn vô đây, đây là 3 cái bánh xe nhỏ. Ta coi bánh xe, công thức của bánh xe đâu. Đây là bánh xe bự và bánh xe nhỏ. Bánh xe nhỏ thì cần ít da hơn. Bên ngoài trời tối thui rồi ta. Da đâu? Da bò, chỉ có 7 miếng thôi. Chúng ta sẽ cần phải có thêm da bò. Vậy là phải đi lấy thêm. Rồi ta ra ngoài đi săn mấy bé bò. Ây dạ, bé bò đâu?
đã thấy mấy bé bò rồi và tới đây một chặt là có được thêm một miếng nữa. Chúng ta sẽ cần phải có tổng cộng là 12 miếng. Cố gắng lên mấy bé ơi, cho nhiều hơn đi. Sao có mấy bé thôi vậy? Chỉ một lần một miếng mà thôi. Rồi chạy qua bển, xử bé bên kia coi. Còn thiếu 2 miếng nữa. Rồi còn bé bò bên tay trái, chúng ta cần phải qua bển. Khi mình nhảy lên, mình xạc cái dù á, nó sẽ đi tới được thêm miếng nữa. Cho nên chúng ta phải tận dụng. Và không có luôn mới ghê. Đó, được 2 miếng rồi. Và bấm cái nhà một cái. Quấy ve lên. Gì vậy, gì vậy? Làm gì ghê vậy? Rồi bé này, ăn cái coi. Bé đó chưa chịu ăn nữa. Bé đó ăn, lấy lộn đồ chứ phải là bé chưa chịu ăn. Đó, phải ăn lại một cái. Chúng ta sẽ làm những cái bánh xe nhỏ. Ta sẽ có 3 bộ bánh xe. Và mình coi trong này còn gỗ không? Còn gỗ. Chúng ta sẽ lấy thêm mớ gỗ bên này nữa. Để chúng ta làm mấy cây que này nè. Và ta làm công thức của những cái bộ phận còn lại. Giờ ta cần một cái thuyền. Để chuyển cái thuyền này trở thành... Đây là chỗ mà phi công có thể ngồi được. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải có wooden wing. Là cần có công thức này. Cái này hình như một cái thì phải. Coi lại phát. Hai cái lận chứ phải một cái. Đây là hai cái và thiếu gỗ rồi kìa. Lấy gỗ thêm. Bấm công thức của nó. Hai cái. Tháo mấy này xuống. Tiếp theo, ta cần phải có cái cánh quạt ở đằng trước. Cánh quạt đây. Hả? Nó có cái gì mà nó không chịu làm? Cánh quạt. Chính xác. Còn thiếu gì nữa? Nhìn vô đây, nó còn thiếu hai sợi chỉ. Có hai sợi chỉ. Và màu vàng. Màu vàng đâu? Thuốc nhuộm màu vàng. Chúng ta sẽ cần phải đi kiếm thuốc nhuộm vàng. Cái bông vàng. Nãy quên coi lấy cái bông vàng về luôn. Giờ ta phải đi kiếm thuốc nhuộm vàng. Bên kia có bông vàng kìa. Thấy rồi nha, phát hiện rồi. Ta đi ngang qua chỗ này để tránh mấy con nhện. Và chúng ta lấy hết mấy cái bông này về luôn. Ta lấy nhiều lên. Như vậy là ta có thể làm được cái máy bay rồi đó. Mở cửa xong vô. Và chúng ta sẽ có hai cái thuốc nhuộm vàng. Để làm được cái máy bay. Nó còn thiếu cái đuôi. Cái dở của cái này á, là nó không có cho chúng ta bấm cái công thức. Và mình cần tới 4 cái thuốc nhuộm vàng lận. Hay là mình lấy dư đó nha. Cái đuôi đâu? Chúng ta coi công thức của cái đuôi đó. Giờ chúng ta phải tìm ở trong này. Cái đuôi đó chỉ vô đây nó không có để tên. Cho nên phải coi ở trong này. Rồi căng con mắt ra dòm. Coi bộ là đi hơi xa rồi đó. Ta phải lùi về một cái. Nó ở đây. Và cần có gỗ. Gỗ này vừa đủ luôn ta. Vừa đủ luôn. Hay quá. Và bấm công thức. Không cần bấm công thức. Chỉ cần bấm một cái là nó chế tạo. Và nó cho mình một cái máy bay. Đây là cái máy bay. Phải có chỗ rộng rãi mới cất cánh được nha. Giờ chỗ nào rộng rãi đâu. Không có chỗ rộng rãi. Ở đâu cũng chật hẹp hết trơn đó. Cây cối tùm. Và chúng ta sẽ cần phải lấy than nữa. Chúng ta lấy than để nó có mấy cái nhiên liệu. Để mình coi thử coi. Nhiên liệu. Nó có bình nhiên liệu này đây. Ta phải làm cái bình nhiên liệu đó luôn á. Nếu không là lát nữa nó sẽ không có chạy được đâu. Rồi ta cất cái này vô. Sao có cái cửa đây nữa ta? Cửa này mình nhớ là mình đâu có cầm theo đâu. Rồi chúng ta sẽ cần phải lấy than. Ta còn đúng 4 cục than. Hay quá. Làm được có một bình nhiên liệu thôi. Thì có thể bay qua biển được hay không? Ghê quá. Máy bay có thể bay qua biển được không? Giờ chưa cần biết bay qua biển được không. Có bay ra khỏi khu này được không á chứ. Sợ không đủ nhiên liệu. Đang bay là mây đây liền á. Ta cần phải chạy qua bên đây. Ở đây cũng khá rộng rãi nè các bạn. Rồi mình sẽ để cái máy bay xuống. Ủa dạ. Để sao mà cho máy bay đập mặt trống rồi. Không được. Máy bay rất là đơn giản. Và chúng ta có thể mở bằng chữ R lên. Ta bấm vô chỗ fuel hay là phần nhiên liệu. Chúng ta có thể tiếp nhiên liệu cho nó. Và nó đang vô nhiên liệu kìa. Cũng được nhiều á. Chúng ta sẽ cho nó chạy hết luôn. Rồi trong thời gian này chúng ta bấm ngược ra.
Ở đây chúng ta có thể gắn súng được luôn nè. Gắn súng để bắn. Đây là có kho hàng ở trên này. Được chưa, được chưa? Rồi, chuẩn bị. Các bạn nghe tiếng máy bay chưa? Đó, tiếng máy bay đó. Và chuẩn bị cất cánh. Ê, sao vậy, lộn đầu xuống vậy? À, chúng ta phải điều khiển bằng chuột. Điều khiển bằng chuột thì mới được. Rồi, đây, đây, từ làm quen. Rồi, ê, 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 ê. Chúng ta có thể quay qua bên trái, quay qua bên phải. Để mình cần phải chỉnh con chuột, nó mới cân bằng được. Rồi, chúng ta đang di chuyển thì nhiên liệu nó cũng không có tốn nhiều lắm. Nói chung là cũng được. Mà tốc độ bay thì không nhanh lắm. Các bạn chiến đấu nhiều bay không nhanh là sao kỳ vậy ta? Các bạn thấy nhìn ở góc này. Wow, ghê chưa? Nhìn đây. Ủa sao kích quạt quay chậm quá vậy? Kích quạt nó phải quay thiệt là nhanh chứ. Kỳ vậy? Ê, ê, coi chừng, coi chừng. Nhìn nó bị ẩn gọp không ta? Ta chỉ xuống là nó bay lên. Chỉ lên là bay xuống. Đúng rồi, để mình coi lại cái nút một cái. Flank mod. Nó bị invert. Nghĩa là nó đổi cái hướng á. Chúng ta đẩy chuột lên thì nó lại chúi mũi xuống. Còn đẩy chuột xuống nó lại chúi mũi lên. Vậy là không có chỉnh lại được hả? Ôi không chỉnh lại được rồi. Vậy là phải làm quen. Đây rồi. Như vậy là có thể bay đi được. Mà sao bay chậm quá hờ. Rồi ta cần phải đi lên. Chắc mình sẽ coi mình chế tạo lại cái máy bay khác quá. Máy bay này chậm quá. Chúng ta sẽ có những loại máy bay cao cấp hơn chút xíu. Nhưng mà máy bay của thời chiến thôi à. Chúng ta sẽ đi ra ngoài kia. Giờ mục tiêu không mở được luôn. Không mở được cái bản đồ. Tại vì nó bị vướng một cái số nút. Đây là switch key nè. Để mình mở đi, mở bản đồ lên cái. Không mở được luôn. Rồi không mở bản đồ lên được. Làm sao coi được cái hướng chúng ta cần đi đây? Chúng ta coi journey map. Nó cũng không thấy bản đồ nhỏ luôn ta. Leo lên đây gì mất bản đồ nhỏ luôn rồi. Cái giấy. Rồi, ta cần phải nhìn thử là nó có cái cột sáng không? Có, có. Có cái cột sáng. Được. Vậy thì được. Có cột sáng là được. Đó là gì vậy? Dojo 3000 mét. Rồi giờ mình sẽ cần phải bay về hướng đó. Điều khiển cái này nó gắt quá. Giờ nói chung là cứ đi bay về hướng bên đó thôi. Giờ phải điều khiển bên đây. Rồi chúng ta sẽ cần phải nâng độ cao lên chút xíu. Nâng độ cao lên. Để chúng ta không có đụng vô mấy chỗ đó. Rồi ta sẽ cố gắng bay tới khu vực hồi nãy. Mình đang cố gắng đáp xuống. Tại vì chúng ta đến nơi rồi. Nên đi đáp xuống đi. Chúng ta phải quay đầu lại mới đáp xuống được. Rồi 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 rồi. Chỗ đáp xuống đâu? Khó đáp quá, đáp xuống, đáp xuống. Không đáp xuống đường, tôi nhảy khỏi trực thăng, khỏi nhảy khỏi máy bay luôn à. Nhảy khỏi máy bay luôn, mệt quá hả. Khỏi đáp điếc gì hết trơn hết á. Ra đây, chúng ta sẽ đập cái máy bay đó ra. Và máy bay gì mà bay vừa chậm mà vừa ồn nữa các bạn. Ồn khủng khiếp luôn á. Ủa sao giờ nó chui vô trong này làm gì vậy? Đi ra đi ông ơi. Rồi đây, máy bay đã có. Và bên ngoài trời thì quái một đống luôn. Chúng ta đi ra nào. Gì đó, gì đó. Muốn gì? Hả? Muốn gì? Vô đây làm gì? Ây da! Con nhện. Chúng ta ra thôi. Bên kia có chỗ tụi ăn cướp. Chỗ đó mình vô chưa ta? Mình cũng không nhớ nữa. Chắc là chưa á. Bây giờ mình sẽ tìm một chỗ thật là đẹp để chúng ta có thể đi ngủ được. Sau khi ngủ dậy thì mình phát hiện là ở nơi đây có mấy cái con người khổng lồ một mắt. Đâu rồi? Mới thấy. Có con nhện, để xử con nhện cái. Con nhện nhiều chuyện nè. Và có con zombie. Rồi người khổng lồ một mắt kìa. Người khổng lồ một mắt. Nó bận quần bò. Quần làm từ da bò. Nhìn y chang quần mấy con bò à. Rồi xong. Xử lý xong rất đẹp luôn. Bên kia nãy còn con. Với lại ở bên đây nữa. Vậy là chúng ta ăn cái này vô một phát nha. Ăn vô một cái nữa. Bỏ mấy này đi. Bỏ mấy cái này ra luôn. Bây giờ ta sẽ cần phải có được con pet này và con pet này. Hai bé này xuống đây để giúp mình không có bị đốt cháy. Và tiệt kỹ đâu? Sao không có tiệt kỹ gì trơn vậy?
ta lấy tuyệt kỹ đầu tiên, chém gió này nọ, phải có chém gió ra chứ. Rồi cái này nữa, và ấy ấy bấm lộn. Ở đây chúng ta sẽ xài tuyệt kỹ này và ta sẽ có thêm cục đá nữa, giúp cho bản thân được cứng cáp hơn. Và sao chỗ này nhìn kỳ vậy hả? Đó, bắt đầu xuất hiện cả một đám. Giờ chúng ta sẽ biến thành cục đá để mình cứng hơn. Mình xử tụi nó cho nó dễ, nó đánh mình không xi nhê gì hết trơn nữa, thấy không? Vô đây, bu vô đây, một mình chấp hết. Ăn cướp hả? Vô nữa kìa, vô đây, vô đây, vô đây. Còn một chặt nữa là xong. Và chúng ta thấy có bịch tiền rớt ra. Vậy là được rồi đó. Vô kiểm tra thử coi. Ủa, sao không có gì hết trơn vậy? Vậy là chỗ này chúng ta vô rồi hả? À, chúng ta đã tới rồi. Vậy là chúng ta sẽ không cần phải vô đây lần nữa đâu. Giờ mình coi có gì bỏ không. Không có gì bỏ hết thì chúng ta cầm đi thôi. Bye bye nha mấy bé. Và chúng ta qua bên cái thuyền. Sau một thời gian rất là dài đi trên cái máy bay siêu chậm, ta đã quay lại được cái thuyền. Ủa, mấy tên này đang đi theo hướng này á hả? Ghê vậy. Nó cũng biết đạo đường ra ghê chứ. Giờ chúng ta sẽ cần phải đi qua bên đây. Qua đây. Ây da, ai vậy, ai vậy, ai vậy, ai vậy? Rồi, để biến thành cục đá. Nguy hiểm quá. Có một cái tên thuyền trưởng hay gì đó, nó vừa trưởng ầm ầm đùng đùng luôn các bạn ơi. Để mình biến thành cục đá, chúng ta đứng ở trong này liền. Sao xuống gì ghê vậy, liên tục luôn kìa. Được chưa, được chưa? Để tôi nghĩ biến thành cục đá, tôi ra tôi kiếm đồ ấy coi. Không có gì ngoài đây rồi, chúng ta sẽ cần phải ăn vô thiệt nhanh. Rồi à, nãy lấy con này xuống mà chưa kịp xài gì hết trơn á đó. Sao có đồ gì hết trơn vậy? Ui da, ui da. Đồ không có gì hết trơn á đó. Vô đây coi như lỗ rồi hả? Kỳ nha, chơi vậy kỳ lắm nha. Như vậy là ra đây là lỗ rồi. Tử nạn, mà chúng ta còn không có đồ gì nữa hết. Rồi ta giục mấy này đi. Quần của hải tặc, thôi không cần đâu. Và cái tàu của mình đâu rồi? Cái đó mới là cái quan trọng đó. Cái tàu đâu rồi? Chúng ta sẽ xuống dưới, chúng ta có thể bơi được luôn. Giờ ta xuống dưới bơi. Và bơi nhanh hơn không? Coi thử coi, bơi nhanh hơn thì rất là tốt. Thở dưới nước được luôn mà. Có con thú nhồi bông nè. Rồi đây là cái tàu của mình đúng không? Ta qua coi thử. Chính xác, tàu thân yêu đây rồi. Và bây giờ mới thực sự là EQ đi đục thuyền của tụi hải tặc. Thuyền đâu? Thuyền tuốt bên kia luôn. Bây giờ EQ sẽ tấn công những cái thuyền kế tiếp và mở bản đồ lên coi một phát. Chúng ta đang ở đây thì mình thấy là thuyền này mình đã đục rồi, cho nên chúng ta sẽ đi lấy lại cái thuyền để chúng ta không cần phải bơi dưới nước nữa. Giờ bơi dưới này chỉ thấy mấy con cá dữ thôi. Bơi đã ghê không? Cá dữ kìa. Cá dữ. Chém nó. Ở đây chém nó. Cứ bấm hai nút thôi. An toàn. Nó đâu có bơi xuống đâu, nó toàn ở trên nước không à. Nó không có lặn xuống được. Cho nên chúng ta chém nó. Và nó rớt cái gì bên dưới vậy? Rớt xuống chưa vậy? Đâu rồi? Đồ đâu? Đó, có cái răng nè. Rồi sẵn đây ta đi săn cá mập luôn. Các bạn nhớ mấy con cá mập này không? Cá mập nè. Ấy, chém hụt hết trơn rồi. Cho nó một cái thập tự kiếm. Đó, thập tự kiếm rồi thấy không? Thêm một đòn nữa là con cá mập đó cũng xỉu luôn. Ấy, hụt rồi. Thập tự kiếm. Và chúng ta đã hạ gục được con cá mập. Và nó có rớt gì ở đây không? Nhìn coi. Có chứ. Đây là gì? Đây là vảy cá mập. Vảy cá mập làm gì? Làm được cây kiếm 14 sát thương. Đây là cây kiếm không phải, đây là shark anchor. Đây là cái mỏ neo. Mỏ neo, con này làm từ gì? Wow, làm từ đồ này mắc tiền quá vậy. Bây giờ chúng ta săn mực thì để chúng ta kiếm được túi mực và có được con mực này thôi. Mình sẽ vô đây để chúng ta coi ở trong này. Ui da, xém nữa. Con nhện nó xém cắn mình rồi. Mình xử con nhện một cái. Và chúng ta mở thùng lên luôn. Chúng ta sẽ có được thêm một bé bò. Hay quá. Bé bò này sẽ rất là quan trọng đó. Sẽ có cái cửa hoài ta. Cửa đó đâu ra có hoài. Mình nhớ mình đâu lấy cửa theo đâu.
Rồi chúng ta sẽ cần phải bỏ đi một thứ nữa, đó chính là mấy cái này đi, không có cần thiết. Chúng ta lấy cái này về. Chúng ta đã có bé bò và nó sẽ giúp mình có thể loại bỏ hết những cái hiệu ứng bất lợi. Và ta vừa tìm được cái gì đây? Cái này quen quen, đây là cái polyp. Polyp này làm gì? Cục này không có đập được, cứng ngắc à. Và làm sao chúng ta có thể đọc được cái polyp này đây? Chúng ta sẽ cần phải có cái nhà khảo cổ ở đây. Và cái polyp này nó sẽ chứa một cái thông tin gì đó mà cái người đọc cần phải biết được cái ngôn ngữ này thì mới có thể đọc được. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái máy bay để có thể bay rất là chậm ra đây. Tuy nhiên nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, đồng thời ta khám phá ra được một cái polyp. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.